Rồi, okay, xin chào các bác. Thì nay em có một cái món hàng cũng khá là hay. Nếu như mà anh em nào mà hay bọc vạch về điện tử, rồi linh kiện điện tử các thứ thì chắc chắn sẽ rất quan tâm về vấn đề này. Thì đây là một cái mỏ hàn. Cái mỏ hàn nó bé thôi, nó tiện đấy. Đây, cứ mở ra xem thế nào. Đây các bác. Thì cái mỏ hàn này em thấy là quảng cáo ở trên các mạng xã hội rất là nhiều. Nay thử mua về xem thế nào, tại vì em thấy nó cũng tiện cho em ấy. À, được. Còn gì nữa không? Còn mấy cái thẻ bảo hành nữa thôi. Đây, đây. Thì trong cái hộp này nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng này. Vặn đầu mỏ hàn vào bút hàn, nhấn 5 lần liên tiếp trong vòng 3 giây. 5 lần cả. Nhấn 5 lần liên tiếp trong 3 giây để khởi động mỗi hàn. Nhấn 5 lần nữa để tắt này. Đấy, khi cần hàn và nhấn giữ nút nhấn khi cần nhấn khi cần khi hàn cần nhấn và giữ nút nguồn để làm nóng mỗi hàn. À, có nghĩa là khi mà muốn hàn là phải nhấn giữ nút nguồn nó mới nóng các bạn. Thả ra là ngừng nóng này cũng không được tiện cho lắm. Thì tặng kèm nó có một cái nhựa thông này, một cái cuộn hàn. Cuộn hàn thì để móc ra xem thế nào. Ok, thì cái dây hàn này cũng cũng loại nhỏ đây, loại nhỏ cũng, cũng khá là ổn. Rồi, kệ nó đi. Thì cái này nó sẽ dùng cái cục sạc là micro nhé, nó không phải là type C các bạn, nó hơi cũ thôi. Rồi, cái này chắc nó cũng cũ rồi cho nên nó dùng cổng này thôi. Cũng nếu mà nó dùng cổng C thì tiện hơn. Đây đây một cái để mà giữ đây, giữ cái đây phải bẻ lên như này để mà gác cái mỏ hàn này. Cái này em nó rồi biết rồi. Thì đây là cái mỏ hàn đây hết rồi. Thì người ta đã lắp sẵn cho mình đây. Thử tháo ra xem nào, nó cũng khá là bé các bạn đấy. Thì cái mỏ này ấy, nó bằng bên ngoài ấy, nó sẽ bằng là kim loại luôn nhé các bác, inox luôn đấy. Nó em không hiểu sao nó khá là xước, không biết là cái mũi này nó các bác ấy vận chuyển va đập kiểu gì mà nó khá là xước ấy. Thôi kệ nó đi, chả sao. Rồi, ok, sẽ lắp vào, lắp chặt vào, ấn 5 lần. Đây là cái cục sạc nha các bác. Hơi buồn là vì nó vẫn còn là cổng micro USB, cổng C thì ngon. Rồi. Rồi ok các bác, thì vừa rồi em sợ cái bút hạt này nó hết pin ấy thì em đã cắm sạc vào cho nó đây bằng cái cục sạc dự phòng này, và em cũng cắm nó được khoảng tầm 20 30 phút rồi. Thì em nghĩ là nó đã có điện ok rồi. Thực ra thì em cũng chưa biết được là khi nào mà bị điện nó đầy ấy, vì em chỉ thấy báo đèn đỏ thôi, cũng có thể là đèn xanh thì nó sẽ đầy. Thôi cái đấy thì không quan trọng, nhưng quan trọng là mình đã cắm được sạc rồi. Thì cũng cứ để sạc như này thôi, xem là nó nếu mà xem có đủ ok không, nguồn dòng các thứ nó ok không. Thì như cái hướng dẫn ấy thì là cái này sẽ là ở cái nút này, cái này sẽ là bấm 5 lần thì nó sẽ khởi động lên, 1 2 3 4 5. Đấy, ok. 5 lần nó sẽ khởi động lên, và khi các bác muốn 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 hàn ấy thì bác phải bấm vào đây nhé, chứ không thể để tự nhiên là nó hàn được, mà bác phải bấm như này, như kiểu là cái mà hàn xung ấy, bấm vào thì nó sẽ sáng lên. Đấy, thì chờ tí xem là nó bao lâu thì nó tăng cái thiết này đó. Đấy, à, chưa chưa tan được các bạn. Đấy thì phải sau tầm khoảng 5 đến 10 10 giây, em nghĩ phải tầm 10 giây thì nó mới chảy được cái thiết này nha các bác. Đấy, chảy rồi. Và đấy, và sau các bác vừa nhìn thấy đấy, nó cứ sau khoảng tầm 15 giây ấy, thì là nó sẽ tự ngắt nha các bác. Nó không ở mãi cái đấy đâu. Cho nên là các bác chỉ hàn trong vòng khoảng tầm 15 đến 20 giây thôi. Chứ các bác hàn thời gian lâu hơn thì nó sẽ tự ngắt. Đấy thì em sẽ quay thấp xuống cho các bác xem là nó liệu hàn có ngon không. Đây thì em dư cơ bản em hay hàn cái mối hàn nó nhỏ ấy, thì em nghĩ là
cái này nó có thể đáp ứng được. Đây. Ok. Rồi, ok các bác. À, thấy nhanh quá nó bị à. Nó bị ở đây nè. Rồi, ok các bác thì đây. Cái ở cái chi tiết nhỏ như này thì nó hàn ok nhé. Em thấy nó cũng được. Duy chỉ là khi cái thời gian làm nóng của nó ấy. Em thấy quảng cáo thì là bảo là tầm Úc không biết bảo bảo bao nhiêu, nhưng mà ý là họ bảo là nhanh lắm, nhưng mà thực sự là em thấy là cái này phải mất tầm khoảng gần 10 giây để nó mới nóng, nó mới chảy được cái thiết này. Đấy, đây này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy, phải tầm 10 giây thì nó mới chảy được thiết này. Đây, và đấy tầm khoảng 15 giây là nó tự động nó tắt này, đấy có thấy không? Tự động nó nhấp nháy là nó tắt. Này phải bấm lại. Đấy thì em thử xi chì vào chỗ này xem nào. Xem nó có ăn không. Hơi khó, có thể là chưa đủ nhiệt độ. Hoặc là cái này nó hơi bị bẩn này, thì em cũng đã thử bên này rồi này, thử xi chì bên này rồi thì thấy nó cũng được, để làm lại bên này. Đấy, nó cứ có thời gian nó ngắt các bạn, kiểu nó không cho quá cái nhiệt độ ấy. Đấy thì ok đây này, cái dây điện nó cũng ăn này, ăn thiết này, có thể là nó bị bẩn rồi. Đây các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái dây điện nó cũng ăn này. Đó. Thì em sẽ thử lấy một cái mạch em thử test xem nó thế nào. Thì đây có một cái mạch em thử lấy một con tụ ra xem thế nào. Đây con nào đây. To to ra xem nào. Con này. Ok, thì như con này em lấy được rồi này, đấy, tụ này lấy được rồi này. Thì nếu như mà em nghĩ là cái mối hàn nhỏ nhỏ thì vẫn ok nhé. Để thử xem có mối hàn nào to hơn này. À, đây, không cần phải mối hàn nào cả. Thử lấy chính cái dây này hàn vào đây xem có được không nhé các bác. Hàn vào đây xem được không nhá. Dây này cũng khá là to rồi. Tự hào xem là có được không. Đấy, cũng được. Cắt này đi xem nào. Đấy nó tự nó dừng này các bạn, tự dừng đấy. Thì nói chung là nếu như với những mối hàn vừa vừa trung bình như này thì em thấy nó vẫn hàn được này. Tuy nhiên thì nó không bằng cái con hàn em đang có đây. Em đang có một cái này thì chắc các bạn biết rất là phổ biến rồi, thì cái này muối nó còn nhỏ hơn nữa cơ, nhưng mà con này thì nó hàn ngon hơn rất nhiều. Để test luôn cho các bác xem nhé. Đấy, nó hơi lâu tí. Ok. Xem nào, có cái mối nào hàn tiếp à các bác. Hàn cái chân này mà xem nào.
hết rồi. Đây cũng lấy ra được các bạn. Chua cũng khá là nóng nhưng mà khi mà nó ăn vào những cái mối hàn mà nó có truyền nhiệt nhiều ấy thì nó sẽ không bị không được ăn mấy. Rồi, nói chung là cũng 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 dùng được. Đây. Thì đây là cái món hàn coi như là chuyên dụng đi. Đấy, em đang để tầm khoảng 380 độ này. Đấy, vào cái bếp ngay. Cái này như vẫn chưa chưa đủ nhiệt độ ấy. Đấy thì cái muối hàn này nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy. Cái muối hàn này thì em phải để ở nhà thì nó hơi cồng kềnh ấy, mang đi mang lại nó không tiện. Đấy thì vừa rồi ấy, em cũng đã test rồi. Tại vì cái clip ở đằng trước ấy, em cũng có mở hộp nó nhưng mà em cũng có test luôn nó nhưng mà có thể lúc đấy cái thời gian có nghĩa là em sợ pin nó không nó một phần là pin nó yếu chẳng hạn, hai là mình cũng chưa biết cách sử dụng ấy thì mới test lại cho các bác xem. Thì sau một hồi một chiều em ngồi em chuyên chỉ ngồi em test cái này xem nó như thế nào thì là em đánh giá nó là nếu như các bác nào mà hàn những cái mối hàn mà nó nhỏ nhỏ ấy, kiểu như hàn linh kiện xíu xíu ấy, linh kiện dán các thứ ấy. Nhưng mà dán thì không không ổn nhé, dán thì các bác phải dùng cái mũi khác, mũi dẹp hoặc là mũi mũi kiểu mũi dao ấy. Đấy thì nó mới ổn. Còn cái mũi tròn này thì các bác hàn những cái nó vừa phải thôi. Đấy và hoàn toàn là cái mũi này là các bác có thể thay được nhé. Đây này. Ở trên mạng ấy, thì là họ sẽ bán cho các bác là cốt bộ cái mũi này luôn. Một bộ gồm có nhọn này, rồi dẹp này, rồi dao này, đấy, kiểu thế. Thì nó cũng rẻ thôi, hoàn toàn có thể thay thế được. Đấy và cái ưu điểm lớn nhất của con này là nó không cần phải sạc pin, không cần phải cắm 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 nguồn nha các bác. Nó chỉ cần sạc pin thôi. Và nguồn sạc của nó thì chỉ cần 5V thôi, như các bác sạc hay sạc điện thoại thôi. Đấy, cắm vào là cái này có thể mang đi mang lại. Em cũng chưa test được cái thời gian dùng nó được bao lâu, nghĩa trong khi mà đầy pin thì nó dùng được bao lâu, thì em nghĩ là nó cũng chỉ cần đủ dùng thôi, dùng hàn được khoảng tầm chục mũi thôi là được rồi, tại vì cái này chỉ là hàng chống cháy thôi, thì mang đi mang lại nó tiện thôi. Chứ còn ở nhà thì các bác cũng nên cứ hàn sắm một cái mỏ hàn sung hoặc mỏ hàn ngâm ấy, nó sẽ sử dụng được lâu dài hơn. Còn nhược điểm của con này là em thấy là cái thời gian làm nóng của nó, thời gian nó chảy thiết của nó không được ngon mấy các bạn, không được ngon mấy. Nó phải mất tầm 10 giây thì nó mới chảy được thiết. Đấy, tầm 10 giây phải chảy thiết. Và khi mà hàn ấy các bác phải bấm cái nút này. Bấm cái nút này để nó sáng lên như này thì nó mới dùng được. Nó y chang như kiểu cái mỏ hàn sung, các bác phải phải bấm cò ấy, bấm cò thì nó mới được. Chứ còn các bác bỏ ra thì nó lại không. Và có một hạn chế nữa là khi cái này không biết là nó có phải là theo thời gian hay không hay là theo cái độ nóng của cái đầu mũi hàn, chứ em thấy là như vừa rồi nó còn chưa thèm chạy chì mà nó đã tắt rồi. Đấy, cho nên là có một phần là cái này này, ví dụ như mà các bác nào mà hàn lâu ấy thì nó đấy nó tự tắt. Đấy, nó nhấp nháy và nó tự tắt. Đấy, thì có thể là nó bảo vệ cái gì đó thôi, bảo vệ quá nhiệt gì đó thôi, nhưng mà em nghĩ là nó vẫn cần có một cơ chế nó thông minh hơn, nghĩa là nó phải duy trì được cái nhiệt độ ở đấy trong khoảng thời gian nó dài hơn ấy, chứ được khoảng 10 15 giây nó đã tự tắt rồi thì 10 giây nó mới mới nằm nóng được thì mới mất còn có 5 6 giây, nhiều khi là anh em hàn không kịp. Đấy, cho nên là hàn những mối to là không kịp nhé, hàn những mối bé thì còn được chứ hàn mối to là không kịp. Đấy, cho nên là cái này thì nó được cái là nó nhỏ gọn thôi, mang đi mang lại dễ. Tuy nhiên thì là em thấy chỗ này nó có một cái như kiểu cái ren ấy, thì nếu như mà người ta làm một cái chụp ở đây này, một cái chụp để bảo vệ ở đây này, thì em thấy nó hợp lý hơn. Chứ bây giờ là nó chỉ có mỗi như này không rồi, chả có thêm cái gì nữa, không có thêm gì nữa. Cái dây sạc thì các bác vận động được rồi, nhưng mà cái này thì nếu mà
cầm đi cầm lại mà chỉ có như này thì nó hơi 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 bất tiện.